Sẹo lồi là kết quả của một quá trình tăng sinh quá mức cả về số lượng lẫn trật tự sắp xếp của các mô sợi ở trong lớp bì. Trong vài tháng đầu thì sau khi bị thương, chúng ta sẽ thấy sẹo lồi là một cái khối đỏ hồng có kích thước thay đổi tùy thuộc vào các kích thước của vết thương trước đó. Bề mặt thì căng bóng, mật độ nó sẽ hơi cứng một xíu, giống như là một cái khối cao su vậy đó các bạn. Sau đó thì cái khối này nó sẽ phát triển quá mức nhưng mà lành tính, nó lan rộng hơn và xa hơn cái vị trí vết thương ban đầu, có một cái hình dạng nó không còn đồng đều nữa, bề mặt thì vẫn nhẵn bóng, sậm màu và được cái là nó cứng hơn cái vùng da lành xung quanh. Phương pháp điều trị sẹo lồi. Hiện nay phương pháp tiêm corticosteroid trong sẹo lồi đã đang và được áp dụng rất là phổ biến. Phương pháp này thì thường có thể kết hợp với lại một số phương pháp khác, ví dụ như là anito lỏng này hoặc là dán silicon gel, nó để tăng thêm hiệu quả điều trị. Ngoài ra thì các nghiên cứu mới còn cho thấy hiệu quả điều trị vượt trội khi kết hợp một loại thuốc tiêm là hỗn hợp của 5FU và cọt và hay là hyaluronidase. Đối với lại các sẹo lồi quá lớn thì có thể áp dụng các phương pháp phẫu thuật kết hợp với lại tiêm cọt ở trong sang thương hoặc là phương pháp xạ trị. Sau khi mà sẹo đã tương đối bằng với lại bề mặt da thì bác sĩ còn có thể phối hợp một số công nghệ laser để điều trị mặt sắc sẹo nè, cũng như là làm cho sẹo trông đẹp và tự nhiên hơn. Như vậy thì điều trị sẹo lồi là làm cho sẹo lồi nó trở nên mềm và phẳng hơn, chứ không thể là mất đi cái sẹo hoàn toàn được. Vì vậy thì bạn nên đến khám và tham vấn bởi bác sĩ chuyên khoa da liễu để được tham vấn và điều trị nha.